Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài số 1, số vô tỷ, số thực, khái niệm về căn bậc 2. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần kiến thức trọng tâm. Số vô tỷ là gì? Số vô tỷ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Và tập hợp các số vô tỷ ký hiệu là Y. Số vô tỷ và số hiếu tỷ gọi chung là số thực. Tập hợp các số thực ký hiệu là R, đấy là tập hợp số lớn nhất đấy. Ta so sánh hai số thực tương tự như so sánh hai số hiếu tỷ viết dưới dạng số thập phân. Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự các phép toán trong tập hợp các số hiếu tỷ. Đầu tiên là ta đến với căn bậc 2. Căn bậc 2 của một số A không âm là một số x sao cho x bình là bằng a, và số dương a có đúng hai căn bậc 2. Đó, một số dương được ký hiệu là căn a, một số âm có ký hiệu là trừ căn a. Số 0 chỉ có một căn bậc 2 đó là 0, và ta viết căn 0 thì là bằng 0. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua các dạng bài tập ha. Các dạng bài tập và phương pháp giải. Đầu tiên là dạng 1, tìm căn bậc 2 của một số và tìm một số khi biết căn bậc 2 của nó. Đầu tiên, nếu x bình là bằng a thì x là bằng căn a hoặc x là bằng trừ căn a. Viết khi viết căn a ta có thì ta phải có điều kiện là a lớn bằng 0 và căn a cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 0, được chưa? Khi viết trừ căn a ta phải có a lớn bằng 0 và trừ căn a bé hơn hoặc bằng 0. Nếu căn x bằng a đấy, với a lớn bằng 0 thì x bằng a bình phương, tức là ta bình phương hai vế á. Cái x căn x này này ta có thể là bằng x mũ 1/2, được chưa? Mà nếu ta bình phương hai vế, tức là căn x tất cả bình là bằng x mũ 1/2 tất cả bình, thì các bạn đã học là x mũ n tất cả m là bằng gì? X mũ n nhân m, đúng không? Là bằng x mũ 1/2 nhân 2 là bằng x mũ 1. X mũ 1 thì bằng x, được chưa? Rồi ví dụ 1, tìm căn bậc 2 của 49 nè và 0,25 trừ 4. Đấy, vậy là căn bậc 2 của 49 á là bằng bao nhiêu? Căn 49 là bằng 7, được chưa? Rồi căn của 0,25 là bằng 0,5. Còn trừ 4 này, đúng không, là không có căn bậc 2, tại vì trừ 4 bé hơn 0 rồi, được chưa? Điều kiện là a phải lớn hơn hoặc bằng 0 mà, được chưa nào? Rồi tính căn 121 là bằng 11 này. Đấy, trừ 0,8 tất cả bình nó bằng 0,8 tất cả bình, được chưa? Vậy ta có thể cái này là bằng xin lỗi, ở đây là 8 đúng không? Trừ 8 tất cả bình thì là bằng 8 bình phương. Đấy, về đây là bằng bằng 8, được chưa? Còn đây là dấu trừ ta đặt ra ngoài. Còn căn của 16 đúng không? Là bằng 4. Căn của 81 là bằng 9, vậy là bằng trừ của 4/9. Rồi tiếp theo ta tính ý A là căn của 25/16 trừ 1, tức là căn của là bằng căn của bao nhiêu? Có phải là bằng căn của 9/16 không? Mà căn của 9 á, thì là bằng 3, căn 16 là bằng 4, vậy là bằng 3/4. Tiếp theo là 13 bình trừ cho 5 bình phương là bằng 13 bình là 169 này, trừ 5 bình phương là 25, tức là bằng căn 144, mà căn 144 là bằng 12. Tiếp theo căn 36 là bằng 6 cộng cho căn 225, tức là bằng 15, vậy 6 cộng 15 là bằng 21. Rồi ví dụ 4, một tấm bìa hình vuông có diện tích là 1296 cm², tính độ dài cạnh hình vuông, thì độ dài cạnh diện tích hình vuông thì là a bình phương là bằng 1296, đúng không? Vậy suy ra a sẽ bằng căn của 1296, đó tức là cạnh của một cạnh của hình vuông đó. Vậy đây các bạn bấm máy để kiểm tra đáp án nhé. Có bao nhiêu số nguyên lớn hơn căn trừ căn 6 nhưng nhỏ hơn căn 12?
thì lớn hơn trừ căn 6. Các bạn có thể thấy là trừ căn 4 này đúng không, là bằng bao nhiêu, là bằng trừ 2, được chưa? Căn 4 là bằng 2, vậy là bằng trừ 2. Trừ căn 1 này là bằng trừ 1. Rồi gì nữa nào các em? Căn 0 đúng không, căn 0 thì là bằng 0. Rồi căn mấy nữa? Căn 1 là bằng 1. Căn 4 đúng không, là bằng 2. Rồi căn của 9 là bằng 3. Đó, vậy là hết rồi. Vậy là đây ta tập hợp các số nguyên đúng chưa, lớn hơn gì, lớn hơn trừ căn 6 nhưng mà bé hơn căn 12. Rồi ta qua ví dụ 6, tìm x biết căn x là bằng 10, vậy suy ra ta sẽ bình phương hai vế đúng không? Đó, là x sẽ bằng 10 mũ 2 là bằng 100. Ở đây ta cũng bình phương hai vế. Vậy là x sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 1 phần 9. Còn ở đây x bình, tìm x bình biết đó, x là bằng 9. Ở đây ta tìm x trước đúng không? Vậy là ta bình phương hai vế là x sẽ bằng là 81. Được chưa? Vậy x bình ta bình phương một lần nữa. Đấy. Vậy suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? 81 bình phương. X bình sẽ bằng 81 bình phương. Rồi ta qua dạng số 2. Sử dụng ký hiệu của tập hợp số. Thì đầu tiên ta nhớ là tập hợp số tự nhiên thuộc tập hợp số nguyên. Tập hợp số nguyên là con tập hợp số nguyên. Tập hợp số nguyên là con tập hợp số hữu tỉ đó, còn tập hợp số hữu tỉ là con tập hợp số thực. Đấy, tập hợp số vô tỉ là con tập hợp số thực luôn. Rồi vậy thì á, ta đến với bài số 8, dùng các ký hiệu thuộc, đấy, thuộc này, không thuộc và con điền vào chỗ trống thì trừ 0,333. Đây là tập hợp số vô tỉ đúng không, thì nó không thuộc tập hợp số hữu tỉ. Đây là tập hợp số vô tỉ này thì nó thuộc, đúng chưa? Thuộc tập hợp số gì? Thuộc tập hợp số vô tỉ, được chưa nào? À, xin lỗi các bạn. Ở đây trừ 0,33 ta viết được dưới dạng phân số. Được không? Vậy là nó trừ 1/3, được không? Vậy là nó thuộc cái tập hợp số hữu tỉ. Đấy, nó viết được dưới dạng phân số. Còn ở đây này, nó có cái quy tắc tuần hoàn nó để trong ngoặc đấy, nên là nó sẽ không thuộc cái tập hợp số vô tỉ. Rồi xin lỗi các bạn nhé. Rồi ở đây ta có 1,44, 4142 và chấm 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 thì nó sẽ thuộc cái tập hợp số thực đấy. Còn cái tập hợp số hữu tỉ là con của tập hợp số thực, được chưa nào? Rồi ví dụ 9, điền ký hiệu thích hợp vào ô trống để được khẳng định đúng. 3 này có thuộc tập hợp số vô tỉ hay không, thì là 3 này không thuộc đúng không? Y là con của tập hợp số gì? Con của tập hợp số thực. Đó. Vậy là kết thúc ví dụ 9, cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những bài tập liên quan đến số vô tỉ, số thực. Đấy, và khái niệm về căn bậc hai số học, căn bậc hai của một số. Nếu thấy hay các em hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.